Các bạn tin nhanh 24/7 phát hiện lợn chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1 kg ở Hậu Giang. Trong lúc làm vườn, anh Khanh ở Hậu Giang đã phát hiện một con chim lạ cổ dài nặng hơn 1 kg. Mới đây trong lúc làm vườn, anh Nguyễn Duy Khanh, trú tại Phú Chi B1, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã phát hiện một con chim lạ đang kiếm mồi tại khu vườn nhà anh, có hình dạng giống như một con chim cổ rắn. Sau hơn 2 giờ truy đuổi, anh Khanh đã bắt được con chim lạ này. Theo khảo sát của Cục Kiểm Lâm, có thể đây là con chim cổ rắn, loài quý hiếm, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Con chim có cổ dài nặng hơn 1 kg này. Hiện con chim đã được bàn giao cho Chi Cục Kiểm Lâm ở Hậu Giang chăm sóc và nuôi dưỡng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.